chân vào showbiz khá muộn nhưng Cao Vĩ Quang cũng đã dần giành được chỗ đứng cho mình trong làng giải trí lắm thị phi. Đặc biệt khi bộ phim Tam Sinh Tam Thế Chậm Thượng Thừ gây bão trên mạng xã hội, những thông tin về nam diễn viên điển trai này lại được quan tâm hơn bao giờ hết. Trước khi được công nhận thực lực qua vai Chá Cô Tiếu trong Nộ Tình Tương Tây và tạo ra cơn sốt ngang độ C nhờ hình tượng nhân vật có 102 Đồng Hòa Đế Quân trong Tam Sinh Tam Thế Chậm Thượng Thư, thì Cao Vĩ Quang đã phải chìm nổi với rất nhiều vai phụ cùng những lời chê bai về diễn xuất cứng nhắc, thường chau mày trên phim. Tuy nhiên, hiện tại anh đã được mọi người nhìn nhận lại nhờ kỹ năng diễn xuất tiến bộ vượt trội trong những năm gần đây. Cùng nhau tìm hiểu một chút về vị đế quân độc nhất vô nhị này nhé! Sở hữu một gương mặt rất tây cùng chiều cao quá vượt trội mà Cao Vĩ Quang thường bị nhầm lẫn là người Lai. Nhưng thật ra, anh đã nhiều lần đính chính rằng mình là người Hán 100%. Nam diễn viên sinh ngày 18 tháng 1 năm 1983 tại Mật Sơn, thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Trước khi trở thành diễn viên, Cao Vĩ Quang đã khởi nghiệp khá thành công với vai trò người mẫu. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, trước khi gia nhập thế giới showbiz, anh từng có một thời thanh xuân khá khó khăn và cơ cực, kiếm sống bằng các công việc như khuân vác, quét sơn, bán hàng. Hành trình sự nghiệp của Cao Vĩ Quang. Không giống như một số diễn viên khác tham gia vào các lớp đào tạo văn nghệ từ nhỏ, Cao Vĩ Quang ngay từ lọt lòng cho đến khi tốt nghiệp cao trung luôn chỉ là một học sinh bình thường. Sau khi thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên, anh một mình phiêu lưu đến Thành Đô và tiếp xúc với ngành người mẫu. Năm 2006, anh giành giải Á quân người mẫu nam trong cuộc thi người mẫu Trung Quốc New Show Rock. Hai năm sau, 2008, Cao Vĩ Quang một lần nữa thử thách chính mình khi bắt đầu thi lại đại học ở tuổi 25. Thật may vì lần này Học viện Hí kịch Trung ương đã mỉm cười chào đón anh. Sau khi vừa tốt nghiệp, Cao Vĩ Quang đã may mắn lọt vào mắt xanh của đội ngũ tuyển chọn nhà Gia Hành, công ty mà Dương Mịch vừa mới thành lập cùng hai người bạn cách đó không lâu, chính thức ký hợp đồng và trở thành gà cưng dưới trướng Dương Mịch kể từ năm 2013 đến nay. Tình yêu thời Quebo cũng là bộ phim giúp cho Cao Vĩ Quang bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Kinh nghiệm diễn xuất. Tháng 3 năm 2013, Cao Vĩ Quang được chọn mặt gửi vàng cho vai đại thiếu gia hào hoa, giàu có, ứng đông trong bộ phim Thần tượng thanh xuân đô thị Tình yêu thời Quebo do Gia Hành sản xuất. Sau đó là Thời đại của chúng ta. Phần phim khép lại chuỗi câu chuyện của tình yêu thời Quebo. Là một diễn viên dưới quyền Gia Hành, Cao Vĩ Quang cùng Địch Lệ Nhiệt Ba được Dương Mịch hết lòng nâng đỡ, tạo cơ hội cho tham gia vào dự án tiên hiệp đình đám nhất năm đó của Hoàng Thụy Thế Kỷ là Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Cao Vĩ Quang thủ vai anh trai của Phong Tình Tuyết do Dương Mịch đóng, Phong Quảng Mạch, sau khi bị mất trí nhớ trở thành Doãn Thiên Thương. Tháng 1 năm 2014, Cao Vĩ Quang cùng Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục được Gia Hành giới thiệu vào bộ phim cổ trang lãng mạn Ban Thục Truyền Kỳ do Vua Chính Studio sản xuất, đóng vai Tả Hiền Vương. Ngày 20 tháng 3, bộ phim kinh dị Trang Điểm Xác Chết được phát hành. Cao Vĩ Quang lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng qua vai Cao Tuấn, một người vô cùng can đảm và không sợ ma. Từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2014, Cao Vĩ Quang cùng Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục được Gia Hành gửi gắm vào một bộ phim khác do Hoàng Thụy sản xuất là Nấc Thang Danh Vọng, đóng vai Sở Diệu Huy. Đến tháng 10, Cao Vĩ Quang nhận được vai Đỗ Phong trong bộ phim Thần tượng Thanh Xuân Vẫn Cứ Thích Em do Huỳnh Tông Trạch và Trần Kiều Ân đóng chính. Đồng thời, đảm nhận vai Tân Dực trong bộ phim cổ trang giả tưởng Sơn Hải Kinh Chi Xích Ảnh Truyền Thuyết do Trương Hàn và Cổ Lực Na Trác đóng chính. Sau một năm 2014 bận rộn, Cao Vĩ Quang lại có một năm 2015 đắc show không kém. Từ tháng 1 đến tháng 5, anh tham gia bộ phim cổ trang Thục Sơn Chiến Kỷ Chi Kiếm Hiệp Truyền Kỳ do Triệu Lê Dĩnh và Trần Vĩ Đình đóng chính, thủ vai Đại Sư Huynh Đan Thần Tử của Phái Phục Sơn. Tháng 6 cùng năm, anh được Dương Mịch đích thân nâng đỡ qua nhân vật Cao Gia Minh trong bộ phim truyền hình hiện đại Người Phiên Dịch của mình và Hoàng Hiên. Từ tháng 10 đến tháng 11, Cao Vĩ Quang, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Vân Long được Gia Hành mạnh tay đầu tư hẳn hoi cho một bộ phim điện ảnh hài hước, lãng mạn, kiêu ngạo và định kiến với vai Tiêu Kiến Quân. Tháng 10 năm 2016, anh hợp tác với Lưu Khánh Vân và Tạ Đình Phong trong bộ phim hành động Kinh Thiên Phá, vào vai sát thủ lạnh lùng và dịu dàng Tương Quân. Cũng trong năm 2016 này, Cao Vĩ Quang đã khá vất vả tại các phim trường truyền hình khác như Muôn Sông Nghìn Núi Là Tình, vai Nguyễn Đình Tiến, Hiên Viên Kiếm Chi Hán Chi Vân vai Tử Y Tôn Giả và Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa vai Đông Hoa. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2017, bộ phim truyền hình lãng mạn anh hùng tiên hiệp cổ trang Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đóng cùng bà chủ Dương Mịch và các đồng nghiệp cùng công ty Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân, Trúc Tự Đan,
Hoàng Mộng Oánh, Lưu Nhuế Lân, Đại Tư và Lại Nghệ đã được lên sóng. Mặc dù lần này vẫn là vai phụ, nhưng có thể nói, Cao Vĩ Quang như lột xác hoàn toàn qua các tạo hình của nhân vật Đông Hoa Đế Quân. Sau khi Thập Lý Đào Hoa phát sóng, bộ phim không chỉ trở thành chương trình truyền hình có rating cao nhất trên cả hai nhà đài đồng chiếu là Đông Phương và Chiết Giang, mà lượt xem trung bình trên toàn mạng cũng đạt 30 tỷ lượt trong suốt thời gian đó. Cá nhân Cao Vĩ Quang cũng có nhiều fan hơn nhờ sự bùng nổ này. Sau thành công vang dội của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Cao Vĩ Quang tiếp tục nhận lời đóng vai nam phụ trong bộ phim có đề tài quân sự Lôi Đình Chiến Tướng, trợ diễn cho người em thân thiết Trương Văn Long. Trong phim, Cao Vĩ Quang đóng vai vị tướng quân nổi tiếng nhất Tứ Xuyên, Quách Huân Khôi. Sau đó, được giao vai Chiến Bắc Giả trong phim Phù Giao của Dương Mịch. Trong vòng nửa năm từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2017, ngày đêm ăn ngủ ở phim trường Phù Giao. Tháng 5 năm 2018, Cao Vĩ Quang cùng Phan Việt Minh và Tân Chỉ Lôi trở thành bộ ba nhân vật chính trong bộ phim truyền hình có đề tài đạo mộ Mà Thổi Đèn, Nộ Tình Tương Tây, đóng vai gà gô chả cô tiếu. Mặc dù có ngoại hình hoàn hảo và diễn xuất tốt, nhưng Cao Vĩ Quang lại chưa thể lọt vào top sao hạng A của CBiz. Về điều này, những diễn viên đã từng hợp tác với anh đã tiết lộ nguyên nhân. Dương Mịch cho rằng, Cao Vĩ Quang có tâm thái quyết không chịu thua, là một người rất có tài năng. Tuy vậy, sự kín tiếng làm cho anh ấy trở nên chân thật hơn. Việc dám nói thẳng là ưu điểm, đồng thời cũng là khuyết điểm. Mã Y Lợi cũng nhận xét, Cao Vĩ Quang là một diễn viên rất xuất sắc, thích diễn xuất và cũng rất chuyên nghiệp. Thế nhưng, tính cách của anh ấy quá mức an tĩnh, không màng danh lợi. Ngày 18 tháng 6 năm 2018, bộ phim cổ trang truyền cảm hứng Phù Giao mà anh tham gia đã cập bến đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang. Cùng lúc đó, Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư cũng đang trong giai đoạn khởi quay. Cao Vĩ Quang tiếp tục trở thành Đông Hoa Đế Quân lần thứ hai. Đây cũng là bộ phim đầu tiên và duy nhất kết nối thành công cho mối lương duyên màn ảnh nhập nhằng giữa Cao Vĩ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau khi kết thúc lịch trình ở Chẩm Thượng Thư, Cao Vĩ Quang nhận được kịch bản nam chính tiếp theo trong bộ phim trinh thám Kỳ Bào Mỹ Thám cùng Mã Y Lợi vào ngày 6 tháng 4 năm 2019. Ngày 11 tháng 5 cùng năm, anh trở lại đóng vai chính trong Long Lĩnh Mê Quật. Đến ngày 18 tháng 10 thì gia nhập đoàn phim Hướng Về Mặt Trời tại Hàng Châu. Khi Nộ Tình Tương Tây lên sóng vào đầu năm 2019, phim đã nhận đánh giá đầu ban khá cao là 8 điểm, giúp Cao Vĩ Quang nhận được giải Nam Diễn Viên Đột Phá tại Tinh Quang Đại Thưởng năm 2019 và Nam Diễn Viên Truyền Hình Xuất Sắc Nhất Đề Tài Cận Hiện Đại cùng top 10 diễn viên được yêu thích nhất tại Hoa Đỉnh lần thứ 26. Mặc dù thời điểm này, diễn xuất của Cao Vĩ Quang đã bắt đầu được khán giả chú ý và nhìn nhận lại, nhưng cái tên của anh vẫn chưa thể bùng nổ cho đến khi Chẩm Thượng Thư chính thức phát sóng vào ngày 22 tháng 1 năm 2020 trên Tencent Video. Phải nói, đây chính là giai đoạn bùng nổ nhất trong sự nghiệp của anh khi ba chữ Cao Vĩ Quang bắt đầu được tìm kiếm nhiều hơn, lên hot search nhiều nhất và góp mặt trong các bảng xếp hạng diễn viên nhiều hơn. Sau Chẩm Thượng Thư thì hai bộ phim do Cao Vĩ Quang đóng vai chính là Kỳ Bào Mỹ Thám và Hướng Về Mặt Trời cũng lần lượt được phát sóng trên Tencent Video và đài truyền hình Hồ Nam. Nhiệt độ cũng khá ổn nhưng không thể đạt tới cấp độ dậy sóng như lúc chậm chiếu. Đến tháng 11 năm 2020, bộ phim Biểu Mắm 4 năm của anh và Trương Văn Long là Lôi Đình Chiến Tướng cũng đã được lên sóng. Đến thời điểm này thì vẫn chưa thấy Cao Vĩ Quang nhận thêm bộ phim mới nào ngoài Tuyết Trung Hãn Đao Hành, quay vào tháng 4 năm 2020, Hữu Tình xuất diễn vai Trần Chi Báo. Bên cạnh đó là bộ phim có đề tài chính trị, Quang Vinh Giữ Mộng Tưởng của Huỳnh Hiểu Minh.